gần một tuần tổ chức thí điểm sử dụng một phần hè phố để kinh doanh. Đến nay, 11 tuyến đường ở quận 1 được chọn đã kẻ vạch phân chia giữa khu vực để xe, buôn bán và lối đi bộ hoạt động đúng quy định. Theo ghi nhận của phóng viên Lao động, tại vỉa hè trên đường Hải Triều, quận 1 đã được bố trí phần để xe máy, phần người đi bộ và phần sử dụng cho thuê để kinh doanh, mua bán. Quán phở Hà trên tuyến đường này kinh doanh gần 10 năm nay. Chị Nguyễn Thị Kim Ngoan cho biết đã đăng ký đóng phí sử dụng 8m² vỉa hè trước quán phở, mức phí 100.000 đồng trên 1m². Mình cho thuê vỉa hè này là nó phù hợp với quán, giúp cho quán nó hoạt động được tốt hơn. Rồi mình được kê thêm bàn ghế ở ngoài để buôn bán. Thì nó nhìn nó thông thoáng hơn, nó ngăn nắp hơn. Phí cho thuê vỉa hè này là 100.000 đồng 1m². Với cái mức phí này thì mình thấy là phù hợp với cái mặt bằng ở đây. Thì ý kiến riêng của mình đó, nếu mà cái mô hình này mà được rộng ra khắp thành phố thì cái người dân buôn bán thì sẽ được thuận tiện hơn rất là nhiều trong việc là kê bàn ghế, rồi trong việc là được hợp thức hóa là sử dụng vỉa hè, nó sẽ lợi hơn cho người dân. Bên cạnh đó thì cái cảnh quan đô thị nó cũng được sắp xếp đẹp hơn. Thì nó ổn định hơn, nó trật tự hơn. Thì nếu để ngoài thì nó hơi chặt hơn, khách nó bít cái đường lên, khách nó hơi khó hơn chút xíu. Nó chừa được cái lượng giữa để đi thì nó tiện hơn. Lúc trước thì nó hỗn tạp hơn. Nhưng mà anh thấy mô hình này cũng được, cũng nên nhân rộng ra. Tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 cũng đã kẻ vạch phân chia vỉa hè từ khi có chủ trương. Hiện tại người dân đã nắm thông tin và đăng ký sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán theo quy định. Những đường có vỉa hè rộng từ 3m trở lên, trong đó diện tích kinh doanh, buôn bán sẽ bố trí ở phía nhà dân và trừ lại ít nhất 1,5m cho người đi bộ, thông suốt liên tục. Hiện 11 tuyến đường được thí điểm cho thuê vỉa hè gồm Hoàng Sa, phường Tân Định, Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Cao, Hải Triều, Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Lê Thánh Tôn, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, phường Bến Thành, Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Cô Bác, phường Cầu Ông Lãnh, Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Trần Hưng Đạo trên địa bàn 4 phường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Ông Lãnh và Cầu Kho. Để đăng ký sử dụng một phần hè phố để kinh doanh, người dân có thể thực hiện việc đăng ký thông qua phần mềm tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời hè phố quận 1.